nam đá chân cho nó tự xuống. Đấy. Đấy. Thì ở đây nó lên này. Đây. Thì ở đây nó xuống này. Đây này, cái nút thay của nó đây này. Không phải khoan. Đây. Khoan này chỉ khoan hai cái lỗ ở đây để cho chạy dây vào thôi. Quy trình đá cốt này thôi. Ok nha. Bật chìa khóa lên là không đá cốt ở đâu nha.